Trước đây MacBook luôn là cái tên được đưa ra để làm thước đo về mặt thiết kế cho rất là nhiều những mẫu Ultrabook trên thị trường. Nhưng mà giờ đây, các bạn nhìn xem, gần như là không còn ai lôi MacBook ra để làm thước đo so sánh về mặt thiết kế nữa rồi. Vẫn còn nhưng mà không còn nhiều nữa. Bởi vì sao? Bởi vì đã có rất là nhiều những mẫu Ultrabook của Windows làm được điều tương tự, hay là thậm chí còn tốt hơn ở rất là nhiều mặt. Và trong video ngày hôm nay, mình sẽ mang đến cho bạn một trong những chiếc máy như vậy. Và đây, đó chính là chiếc Surface Laptop 3, chiếc Ultrabook mới nhất của Microsoft, cha đẻ của hệ điều hành Windows. Và hôm nay thì mình sẽ đánh giá chiếc máy này để cho bạn thấy được rằng những chiếc flagship của Windows bây giờ đã đẳng cấp và ngang hàng với MacBook về mặt thiết kế cũng như là vượt trội hơn ở rất là nhiều mặt. Và khi mở hộp chiếc Surface này ra, mình đã có thể thấy rất là nhiều nét táo từ biểu tượng Microsoft in độc nhất ở chính giữa. Thiết kế nhôm nguyên khối, các cổng kết nối và độ hoàn thiện của chúng đều ở mức rất là cao. Rất mịn, rất sạch và rất thỏa mãn. Tuy vậy thì Surface Laptop 3 vẫn có những nét rất là riêng. Nó vuông vức hơn, các cạnh được làm vát sắc hơn, cảm giác cầm vào rất là tín, đầm tay, không bị trơn tuột như một vài sản phẩm vát tròn ở phần vỏ. Mở máy ra, sự chú ý của mình đã va vào màn hình của chiếc Surface 3 này ngay lập tức. Viền màn hình của máy sẽ hơi dày so với những sản phẩm của năm nay, nhưng mà cũng may là thiết kế của các cạnh cân đối nhau, thế nên nhìn nó sẽ không bị lạc tông về mặt tổng thể. Và nếu chấp nhận bỏ qua yếu tố đó thì không thể phủ nhận rằng đây là một màn hình thực sự chất lượng. Đây là màn hình kích thước Full HD cộng, độ phân giải là 2256 x 1504. Kích thước thông số trên lý thuyết là 15 inch, nhưng mà do màn hình này có tỷ lệ là 3:2, thế nên về mặt thực tế anh em sẽ có nhiều đất để làm việc hơn. Và cũng nhờ tỷ lệ 3:2, màn hình có thể hiển thị được rất là nhiều thông tin hơn để cho anh em có thể đọc báo, lướt web hay là soạn thảo văn bản. Cực kỳ thích hợp với dân văn phòng như mình. Nhưng mà nếu áp dụng tỷ lệ màn hình này để giải trí thì lại không được hay cho lắm. Ví dụ như khi xem YouTube hay là chơi game sẽ thấy viền đen hơi dày ở trên dưới. Nói kỹ hơn về chất lượng hiển thị thì Surface Laptop 3 sử dụng tấm nền cực kỳ độc của Sharp. Nó độ phân giải lớn, Full HD cộng, độ phủ màu tuyệt đối, các chi tiết hiện lên cực kỳ sắc nét và chắc chắn sẽ làm vừa lòng anh em làm đồ họa. Ngoài ra thì đây cũng là một màn hình cảm ứng và nhờ đó thì anh em có thể linh động hơn rất là nhiều khi làm những tác vụ sáng tạo. Nếu mà anh em có thể tận dụng được nó, còn bản thân mình thì không thích màn hình cảm ứng lắm. Loa của máy cũng rất là tốt, bass rất là tròn, dày và các giải âm thì đều hiển thị rất là chi tiết. Mình thấy rằng nó gần như tiệm cận so với cả MacBook rồi đấy. Xuống đến phần dưới thì mình lại càng nghĩ nhiều hơn về một chiếc MacBook với những cách bài trí rất là thân quen. Một phần cũng là do khung bàn phím này thì được làm bằng kim loại thay vì là phiên bản vải Alcantara như trước kia. Ngoài sự chắc chắn vào bóng bẩy thì mình cũng thích phiên bản kim loại này hơn bởi vì nó kháng được mồ hôi và dấu vân tay. Bàn phím và touchpad thì cũng như Surface Laptop 2 cho trải nghiệm sử dụng là rất là tốt. Bàn phím phản hồi nhanh, độ nảy cao và touchpad phủ kính cũng rất là mượt. Ngoài ra thì màu sắc của nó nhìn trông cũng rất là độc nữa, màu xám lông chuột hơi đậm một chút. Nó là một điểm nhấn cho chiếc máy này. Còn nếu để chỉ ra một điều mà mình không thích về mặt thiết kế, đó chính là vị trí của phím nguồn. Nó được tích hợp ngay vào cái phần bàn phím này, thế nên nhiều khi mình lại bị bấm nhầm. Vậy thì với rất là nhiều những cái điểm tương đồng với MacBook như vậy, thì đâu sẽ là những nét riêng của chiếc Surface Laptop 3 này? Đầu tiên, đó chính là việc chiếc máy này có USB-A. Thứ hai, chúng ta sẽ có cổng sạc nam châm Surface Connect khá giống với cả MagSafe ngày trước. Nó vừa dễ dùng, nó vừa giúp anh em quên đi nỗi lo đó chính là máy sẽ bị lao xuống đất nếu như chẳng may tay hay chân của anh em bị dẫm vào dây sạc. Đối với cổng MagSafe này chỉ có một lực tác động là nó sẽ ngay lập tức văng ra thôi. Ngoài ra, chiếc máy này cũng có một vài những sự thay đổi rất là tích cực nếu mà so sánh với Surface Laptop 2. Đó chính là nay chúng ta đã có cổng Type-C thay vì cổng Mini DisplayPort trước kia. Về mặt cấu hình thì phiên bản mình đang có đây sử dụng CPU Ryzen 5 phiên bản dành riêng cho Surface Laptop, 8GB RAM này, 256GB SSD và đi kèm cả đồ họa tích hợp AMD Radeon VGA9. Về CPU thì thực chất đây chính là chiếc CPU 3850U 4x8 luồng thông thường thôi, nhưng mà nó được custom một chút dành riêng cho Surface Laptop. Về hiệu năng của nó sẽ nhỉnh hơn đôi chút nhưng mà là không nhiều. Còn với các đồ họa Radeon VGA9, hiệu năng của nó cũng chỉ đủ để giúp cho các bạn giải trí như với những một vài những tựa game online nhẹ nhàng, ví dụ như LOL hay là FIFA Online 4. Như vậy cũng đã là quá đủ cho một chiếc Ultrabook để cao tính di động rồi đúng không? Nói chung thì phần cứng của Surface Laptop 3 sẽ chỉ thích hợp cho những tác vụ văn phòng cơ bản, đơn giản
hay là các công việc liên quan đến thiết kế đồ họa. Về nhiệt độ thì Surface Laptop 3 chưa được thực sự hoàn hảo cho lắm. Khi mình làm những tác vụ nặng ấy thì nhiệt độ phần bề mặt của máy phần giữa này nó lên đến là 40 độ C. Cũng một phần là do cái chất liệu của chiếc máy này nó làm bằng nhôm, thế nên nó có khả năng truyền nhiệt. Nhưng mà khi gõ phím thì gần như là các bạn sẽ không cảm nhận thấy đâu. Còn nhiệt độ phần kê tay thì vẫn rất là mát mẻ. Chỉ có một điểm trừ nho nhỏ, đó chính là phần quạt gió của máy cũng chưa được thực sự làm tốt lắm. Thỉnh thoảng khi mình lướt qua bình thường thôi, quạt gió nó sẽ bị quay rú lên. Nó không to lắm, mà nó cũng không thường xuyên, thỉnh thoảng thôi. Đây là một vấn đề rất là nhỏ, nhưng mà mình thấy rằng mình cũng cần phải thông báo cho các bạn. Còn với thời lượng pin thì viên pin gần 50Wh cho thời gian sử dụng rất là ấn tượng, được vào khoảng là 6 tiếng rưỡi cho đến 7 tiếng. Chưa phải là ở mức gọi là 9-10 tiếng như là MacBook, nhưng mà như thế này cũng là đủ với hầu hết người dùng rồi, đúng không? Tiếp theo, nói đến về khả năng nâng cấp thì Surface Laptop 3 cũng được cải thiện hơn rất là nhiều so với phiên bản trước. Nếu như các bạn còn nhớ ấy, thì phiên bản trước nó được làm bằng vải, và để nâng cấp thì các bạn sẽ phải rạch hết cái lớp vải ra, nghe thì đã không muốn nâng cấp rồi. Còn đối với chiếc máy này thì để nâng cấp các bạn cũng sẽ phải bóc ra những cái núm cao su này ra, nó có những con vít để cho các bạn có thể vặn ra và nâng cấp. Nói vậy thôi chứ mình sẽ không bóc chiếc máy này ra đâu, bởi vì đây là máy mới. Thực ra thì những người dùng mua chiếc máy này thì mình nghĩ rằng các bạn cũng sẽ không quan tâm quá nhiều đến việc nâng cấp, đúng không? Khả năng nâng cấp của chiếc máy này dừng lại ở việc là nâng cấp một khe thẻ SD M2 NVMe. Microsoft làm thế này là để chả may chiếc máy này có hỏng hóc gì đấy thì các bạn vẫn có thể sửa chữa được. Còn về bản lề của máy thực sự rất là chắc chắn, và đó xứng đáng là một sản phẩm cao cấp. Khi các bạn gập mở ấy, nó rất là nhẹ, gập mở rất bình thường thôi, nhưng mà nó thể giữ màn hình ổn định ở một góc rất sâu. Các bạn nhìn xem, và khi mình gập vào, nó gần như không phát ra một tiếng động nào cả. Các bạn thấy những cái chi tiết hoàn thiện của một sản phẩm cao cấp chưa? Chỉ có điều là khi mở máy ra sẽ hơi khó khăn một chút, bởi vì phần cạnh trước của máy sẽ không có G, và các bạn sẽ cần phải hơi lọ mọ một chút. Hơi kỳ khi mà Microsoft không làm cho chiếc máy này một cái lớp G nhỏ ở đây. Tóm lại, dùng từ đẳng cấp cho chiếc Surface Laptop 3 này của Microsoft quả là không sai. Chất lượng hoàn thiện là quá tốt. Thiết kế của Surface luôn có nét rất là riêng, nhìn thanh lịch nhã nhặn, nhìn vào là đã biết có DNA của Microsoft rồi. Ngoài ra trải nghiệm về màn hình cũng rất là tốt, kết hợp với bàn phím và touchpad, nó sẽ đem lại cho người dùng những trải nghiệm làm việc là tiện lợi nhất. Chỉ có một điều không đẳng cấp trên chiếc Surface Laptop 3 này nói riêng, cũng như là hầu như tất cả những cái sản phẩm của Microsoft nói chung, đó chính là về giá. Mức giá của phiên bản này khá là cao, đã được bán tại cửa hàng ThinkPro với mức giá là 43 triệu đồng. Có thể là nó không phải là vấn đề đối với nhiều người, nhưng mà nếu nó là vấn đề với cả các bạn thì ngoài phiên bản Surface Laptop 3 15 inch này ra thì Surface Laptop 3 cũng có phiên bản nhỏ hơn là 13,5 inch, có mức giá rẻ hơn, lại còn được trang bị chip Intel đang được bán tại cửa hàng ThinkPro với mức giá là 36 cho đến 37 triệu đồng. Mình nghĩ rằng phiên bản đó sẽ là hợp lý hơn nếu như các bạn không cần một màn hình có kích thước quá lớn như là phiên bản 15 inch này. Ok, đó chính là những cái bài đánh giá của mình về chiếc Surface Laptop 3, một chiếc máy đẳng cấp của Microsoft. Và qua bài đánh giá này thì mình lại phải đặt chiếc Surface Laptop 3 sang bên thôi, bởi vì dù rất là thích nhưng mà mình không vời tới. Còn các bạn thì sao? Các bạn nghĩ sao về Surface Laptop 3? Hãy cùng comment phía dưới nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.